Chị vừa kế muốn đi làm không? Xây từ bao giờ? Quên rồi. Chú với lại ông bà nghĩ thế nào về anh? Ít nhất phải tôn trọng anh một chút xíu chứ. Không mà to từ mà xá từ lâu. Mua gì lộc bò? Ồ, tính cho chị nhớ. Ờ, còn nên lò pa tu thiê cho nên mù. Chào Tuyên xin gửi lời chào đến toàn thể các bác, cô chú, anh chị và quý khán giả. Tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Có lẽ là rất là buồn các bác ạ. Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận ở miền núi phía Bắc. Hiện tại thì đang bị thiệt hại rất là nặng nề từ cơn bão số 3 để lại. Cơn bão đã đi qua, tuy nhiên thì sau bão thì sẽ là cái trận mưa to rồi là sạt lở. Vì đã có cái thời gian dài mưa rất là nhiều từ tháng 7 rồi. Hiện tại bây giờ thì đất đang rất là mềm và quý vị khán giả cũng đang thấy là chỗ Châu Tuyên đang đứng đây, ngay đường vào nhà bé Tính thôi. Rất là mềm đất và mọi thứ cũng đang... Chào nha. Ừ, chào Tính. Đang làm gì đấy? Đang làm gì đấy? Bà con hộ làm gì đấy? Chở đá. Chở đá? Ừ. Quay đây, chào các bác. Chào Tính, xin chào các ông, các bà, các chú, các anh chị và Tránh Tuyên ạ. Mấy hôm nay mưa to không? Cũng không to. Không to à? Ừ. Anh thấy mưa to mà. Anh đi từ nhà lên còn mưa to. Đây, hộ anh để khiêng cái bình ga này vào. Đây, hôm nọ mua cho em cái bình ga, một bộ bếp ga, nhưng mà cái bình hôm nọ quên không đem lên. Hôm nay anh mới chở lên cho em. Ừ. Hôm nay thì cháu Tuyên cập nhật cho các bác xem về tình hình nhà bé Tính. Trước tiên là cháu Tuyên xin gửi lời kính chúc tất cả quý khán giả và các bác cô chú anh chị cũng như là mọi người đang sinh sống cũng như là ở tại miền Bắc. Một số thì có lẽ đang gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì cháu Tuyên cũng cầu chúc cho tất cả mọi người và chúc cho quý khán giả cũng như là các bác ở khu vực miền Bắc an lành, hạnh phúc và tất cả mọi người đều bình an, an hỷ. Bé Tính chúc các bác sức khỏe nào. Cháu xin chúc các ông, các bà, các bác, các chú, các anh chị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Đi học chưa? Đi rồi ạ. Sáng nay đi không? Có. Gặp hai bé xính vào không? Không. Sao không gặp? Không biết. Sáng mai đi em thử hỏi xem là hai bé có về ở nhà kia không nhá. Hình như anh có trao cho em một cái chìa khóa phải không? Trao rồi. Tí lấy cho anh mượn nhé. Để sáng mai hoặc là chiều mai có thời gian thì anh sẽ vào. Hiện tại thì anh rất là bận. Cũng đang có một số người ở trên Mèo Vạc Đồng Văn. Hiện tại đang kiểu như là cơn bão đi qua các bác ạ. Một số người cũng đang gọi điện hỏi cháu Tuyên là có lên giúp được không. Tuy nhiên thì hiện tại thì chia sẻ với các bác là thật sự chỗ cháu Tuyên cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Bây giờ đi bộ thì không thể đi được rồi. Đi xe thì bắt buộc là phải chờ thông đường mới đi được. Thành ra là đường xá bây giờ rất khó di chuyển. Cháu Tuyên cũng rất muốn đi cứu hộ giúp đỡ cho bà con là Tuyên Quang, Na Hàng và một số huyện của Tuyên Quang bị ngập lụt rất là nhiều, rất là thương bà con các bác ạ. Thương thật sự luôn ấy. Ở nhà xem thôi, lướt những cái trang mạng xã hội thôi, rất nhiều những cái gia đình, rất nhiều những cái địa phương đang cầu cứu. Tuy nhiên thì cũng đang có rất là nhiều mạnh thường quân và rất nhiều những trái tim nhân hậu ở khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về Tuyên Quang, Yên Bái và Lào Cai. Cầu cho tất cả mọi người được bình an, hạnh phúc và chúc cho quý khán giả của cháu Tuyên yên lành, an lành và bình an. Đấy, bây giờ thì mời các bác đi vào trong để cùng với cháu Tuyên xem là thời gian này anh em thợ đã làm được cái gì. Và cười đi, Tính. Và hiện tại bây giờ anh em thợ đã chuẩn bị đến đâu rồi? Cháu Tuyên cũng đang tất bật chuẩn bị một số vật liệu như là cửa này và tôn mái làm hiên ấy. Cô Thanh có dặn là nếu như tiền dư
thì có thể đầu tư cho bé tính nội thất rồi là những cái đồ vật dụng. Tuy nhiên thì cha có lẽ là sẽ sử dụng tiền để làm cái mái hiên, những cái gì cần thiết đã. Còn những thứ khác thì sau khi mà cháu Tuyên tổng hợp tất cả các khoản ở chỗ nhà bé tính, nếu mà còn dư cháu Tuyên tiếp tục mua sắm, còn nếu như mà không còn dư nữa thì chắc có lẽ là sẽ phải nhờ đến các nhà hảo tâm và quý các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ cho bé tính để có được những vật dụng cần thiết. Vì cháu Tuyên nói với các bác rồi, bé tính là một trong những hoàn cảnh xứng đáng để quý khán giả và các bác giúp đỡ. Vác được không? Nào, anh cầm một bên. Anh cầm được xong. Rồi, đi. Đấy, đi ngang. Đi ngang, đó, đúng rồi. Mạnh lên nhá. Rất là nặng các bác, cái bình ga này hiện tại nó đang có ga ở trong. Các thợ về chưa? Về rồi. Về lúc nào rồi? Hôm qua hả? Vâng. Hôm qua anh về rồi. Sao không ai bảo anh nhỉ? À, ván xếp về đây hả? Ủa, hôm nay bà con về hộ à? Đông phết đấy. Xây rồi. Ô, quyết định là không làm đường nữa à? Đúng. Sao đấy? Làm đường. Thế bây giờ đường đi thì đi đường nào? Đường đi đường này. Hả? Đường này. Đường nào? Đường nhà chú đây à? Vâng. Trời đất ơi. Thế bây giờ đi chung với nhà chú này có được không? Được mà, chú bảo thế mà. Chú bảo như thế à? Đây các bác này, xây rất là cao rồi. Và đường thì chắc có lẽ là cho nên nhiều khuất xây rất là. Chị ta khuất là ông một mình không làm được các bác này. Bà con cũng đang hộ rất là đông này. Ở bên này có làm cửa không hả Tính? Cửa? Ừ. Bên đấy chắc không làm đâu. Cháu Tuyên xin chào các bác trên mọi miền Tổ quốc nhá. Trên tay cháu đây là ba chai mật ong khoái, hiện tại thì đang vào chính vụ nha các bác. Tất cả các cái sản phẩm này thì cháu Tuyên đã đóng gói và sàng lọc kỹ càng. Tất cả các cái chai mật như thế này thì đều có logo và có tem đóng niêm phong chai. Khi mà các bác nhận hàng thì các bác có thể kiểm tra. Đây là mật ong khoái rừng này các bác này. Đây là một trong những loại mật ong mà tốt nhất. Còn ngoài ra cháu Tuyên còn có mật ong rừng này, mật ong bạc hà này và một số sản phẩm nhà cháu Tuyên nữa. Hiện tại thì anh em cũng đang pha chè uống. Như đã hứa thì cái số tiền lợi nhuận của tất cả các sản phẩm này cháu Tuyên bán được thì sẽ dành cho bé tính để mua thiết bị và đồ dùng cho bé tính nhé các bác. Rất mong quý khán giả và các bác cô chú anh chị đồng hành cùng với cháu Tuyên để hỗ trợ và giúp đỡ cho bé tính trong thời gian làm nhà. Cháu Tuyên rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả. Và các bác mua thì liên hệ cho cháu qua số điện thoại ở bên dưới video. Chị ơi, kế muốn này là po. Ủa chả chị dùng quá à? Đây các bác này, cái này là gia đình tự quyết định và làm thôi. Cháu Tuyên cũng không được gia đình thông qua nên là không biết là gia đình tự quyết thì vấn đề này không biết là như thế nào. Là chú bảo làm như thế này hay là ông bà bảo làm như thế này? Chú. Chú bảo làm như thế này hả? Vâng. Thực ra thì anh tính như thế này, thứ nhất là muốn có đường riêng đi cho em thôi. Còn đâu thì trong cái quá trình mà gia đình làm ấy, vấn đề là nhà của em là em sử dụng. Em hiểu không? Còn làm đến đâu thì làm như thế nào thì tùy gia đình thôi. Anh không có can thiệp vào nhiều cái vấn đề này. Bởi vì liên quan đến đất đai, liên quan đến cái ở khu vực ở của em thì còn tương lai của em nữa. Cho nên là nếu như mà
Hợp lý thì cứ làm thôi. Các bác ạ, đáng lẽ ra là cháu Tuyên làm cho bé Tính là có một cái con đường đi đây. Như đợt trước cháu Tuyên đã thông tin với các bác là có một cái đường rẽ từ đây đi xuống dưới kia. Đấy, rẽ từ đây này, đi xuống dưới này. Tuy nhiên thì gia đình là không biết là hôm qua gia đình tự quyết như thế nào mà lại làm như thế này. Sáng hôm qua thì cháu Tuyên không lên được. Anh em thợ thì về từ tối hôm qua rồi, sáng nay không biết. Cái này là xây từ bao giờ rồi? Cái đấy từ hôm nay. Xây từ bao giờ? Quên rồi. Ở nhà sao quên là thế nào? Xây từ bao giờ mà không biết à? Em không ở nhà? Có mà. Có sao xây từ bao giờ mà không biết là thế nào? Lâu rồi mà. Hôm nọ chưa mưa đã xây rồi mà. Hôm kia anh lên đã xây đâu, hôm kia vừa mới đào đất cơ mà. Hôm qua xây đến giữa này rồi. Bên chị ở trong nhà cũng thấy rồi. Xây từ hôm kia anh vừa mới ở đây vừa mới đào đất. Còn chưa xây, xây mỗi chỗ này thôi. Bà bảo xây từ bao giờ không biết. Cái gì cũng không biết. Làm nhà mà hỏi cái gì cũng không biết thì sao biết được. Thế anh lại đi biết cái vấn đề đấy. Với chi tà là? Cái này xây này thì cao quá rồi. Xây 1, 2, 3 hàng thôi. Xây P hàng ra. Xiên là mà chỉ dùng xe rồi. Xe mà lút chế mà đu thôi à. Nói chung là xây cái này xây lên một chút thôi. Sau là chát chít và sạch sẽ gọn gàng là được. Xây này cao quá rồi. Trời đất ơi, thay đổi cái mặt đường, thay đổi cái đường đi cũng không bảo anh một câu nào. Không có ai bảo anh gì hết. Anh bảo rồi, cái đường này là đường đi tương lai cho sau này của em. Còn đi sang bên nhà chú thì em chỉ đi được một thời gian thôi. Còn sau này sao mà đi theo nhà chú được, suốt được. Anh làm cổng cho đàng hoàng không nghe, cuối cùng là tự thay đổi. Lấy cái sân rộng này để làm cái gì? Nhà đã làm rộng rãi thoải mái rồi. Sân thì cũng chỉ để xe với lại để đi lại thôi. Vấn đề là sân mình cũng không có phơi được cái gì hết. Xây lên rõ là cao, chả hỏi ý kiến anh một câu nào. Cái gì phải thống nhất với anh với chứ. Bây giờ anh làm thì khán giả và mọi người cũng đang quan tâm rất là nhiều về cái ngôi nhà của em. Không có một ai thông tin gì với anh hết. Trong cái bản vẽ là đây là một cái con đường đi từ đây xuống dưới kia. Đấy, đi thẳng từ đường bên kia về đây. Ví dụ mà không làm được thì bảo chú là gọi điện cho anh. Bảo là chú gọi điện cho anh xem là có được không. Bây giờ cái đường tự nhiên là mình cắt cái đoạn này đi rồi thì em lại phải đi chung đường với chú. Anh cũng có giải thích với em với lại cả chú là từ hôm nọ rồi là cái vấn đề đi chung đường ấy nó rất là khó. Nó cho cái tương lai của em sau này nữa. Giải thích rất là rõ ràng rồi cuối cùng là vẫn quyết định là làm như thế. Cái này là ai quyết? Ông quyết hay là chú quyết? Chú. Nói không nghe. Hay ui ý kế mù hơn em mù già mù mà. Ý chế mù ý kế nào mà. Ừ, đã bảo thế rồi. Bây giờ lại xây lên thành hai cái đường rồi. À, thành bịt hết cả hai đường rồi. Quá chán đời luôn, thay đổi cái kết cấu mà không báo với anh một câu nào hết. Đáng lẽ thay đổi như thế phải gọi anh một câu chứ.
không có tôn trọng anh một tí nào cả. Anh tất bật lo cho em làm nhà cho em từng ly từng tí một. Có ai lo đâu. Đến bây giờ cái phần quan trọng ở cái phần hiên này lại tự ý quyết định. Anh đã bảo là làm cái con đường từ bên kia về đây. Bây giờ thay đổi thì phải có phương án. Nếu mà như chú bảo là nếu cho đường chung đi thì phải ký giấy cam kết đàng hoàng, rõ ràng. Thì sau này là không phải thắc mắc. Ví dụ sau này em đi nhờ nhà chú, ví dụ sau này chú già đi thì con của chú lớn lên làm sao mà đi nhờ suốt đời được. Nói một hai lần thôi anh thống nhất, anh tưởng là đào xong thì làm kéo đường từ kia về đây cho nó có đường đi, cho nó dễ dàng, vừa thuận lợi cho em vừa thuận lợi cho cuộc sống của em sau này đi lại dễ dàng, và sử dụng riêng một cái cổng riêng, anh làm cho cổng sắt đàng hoàng rồi là có bậc thang đi lên đây đàng hoàng, có cả bậc thang có cả đường xe máy đi, nó hơi dốc một tí nhưng mà mình có cái đường đi riêng thì không phải phụ thuộc nhà chú nữa. Bây giờ làm như thế này rồi bắt buộc là phải theo đường nhà chú đi rồi. Rất là khó xử. Bây giờ kế hoạch làm của anh là tính đo cả cái mái rồi là đo cả sắt. Sắt tôn thì đã lên hết rồi. Cá lâu hết cho vừa vò hơn ấy, tu vừa ta ý giả cho thảo ý hay ui kế nó mù, ý kế giả nó mù. Nhìn đi ua nhất đi là mà cho cá lâu hết cho vừa mỗ cháu vừa lộ. Nhìn đi nên lúng lúng cho kế nó mù tỏ, chỉ hay ui lù mà ua cháu vừa cho cá lâu hết cho vừa vò mà ua cháu vừa lộ. Nó là cái nhau đó, chả tụi mùa chỉ hay ô. Tôi hay nữa nhưng mà uống ít thuốc kê nào mù uống sa cho chỉ xía là trả là sáu năm gì tôi đâu kê xe kê xe mù nhớ trả nhưng mà xía mình gì tôi đâu uống tì là mù hao nó mình gì mỗi chế cho mù ít lúc chế mà chỉ dùng đâu là thầu khác tôi hay trả lo sáu năm là mà khác ý giả u hay khó là mà là tôi khác mà cho luôn nên xài bơ dê xài xia nó nhiều mà nhìn đi cho vừa hết cho cá lẩu u cho đi hay là cho phu chi vô là mà u cháu lo thể chia tao hú lo nhìn đi mà to hú kế mà lấy chỉ thâu lo luôn. Lông hôm nay lông kế hôm nay thì một thứ thái lù kia à. Thảo nó phải thật thà chỉ chế tao nè. Thà tu hay thầu à. Thà có rộng đáng là. Dầu hay ú. Nét thà tao là mà ú. Do tu mua hay nè hay. Ú ấy lúc kế tu trá là sáu nè tu là mà. Ú ấy kế mua nè mua là mà. Tu hay cha to tu mà ít tu ca lao cho cha lao tu cho hôm nay. Mà to tôi hơn mà trâu chỉ gì trâu chỉ mà chữ chữ ý chỉ ông mù ok là mà chúa đâu chỉ ra mình thứ rồi nhìn này lấy nó lấy cho vua để đến lấy tao hết rồi. Lông cho kế mù hay ít tù mù ít kế ít ít ối khó trùng to mà
Ồ, có trồng mù tàu chứ? Bây giờ cái tôn sắt này đặt về hết rồi thì bây giờ làm thế nào? Bây giờ cả nhà tự thay đổi. Anh từ đầu ngồi với chú, anh có phim đồng hoàng quay với chú nói là cái đường đi lên từ dưới này lên. Có một cái đường ở đây, xong là bậc thang đi lên từ cái góc này. Bây giờ lại không có nữa. Trong cái bản vẽ đã thống nhất với nhau từ trước rồi là xếp đá lên, sau đó thì sẽ đổ bê tông từ dưới kia lên thành đường đi. Bây giờ không có đường đi. Lại thay đổi hết toàn bộ cái khung này. Lại bảo là để cái chỗ này làm sân. Thay đổi cái chỗ này cũng không điện cho anh một câu nào cả. Đã thống nhất với nhau từ trước là cái cửa hông ở bên chỗ nhà chú và nhà em ấy. Là cái cửa đấy để thông hai nhà với nhau thôi. Đi lại cần thiết thì mở thôi. Chủ yếu là đường đi ở dưới này này. Bây giờ lại thành ra là không có đường nữa. Bây giờ khu vực này làm hết sân. Sân này mục đích của mình là chỉ để, ví dụ sau này em lớn lên để một hai cái xe máy thôi. Lập mái rồi mình đâu có phơi được cái gì đâu. Với hết kế hoạch của anh rồi. Tôn sắt rồi là mọi thứ đặt lên thì cũng bị lỡ hết rồi. Xe đang vận chuyển từ Hà Giang lên rồi. Tôn thì là không lấy ở trên này được. Người ta cắt xong từ chiều hôm qua rồi. Anh chuyển tiền cho họ rồi họ mới chuyển lên. Tính luôn cả cái lan can của cái đường này. Bây giờ làm như thế này rồi thì anh không biết làm thế nào được rồi. Anh cũng chả hiểu là chỗ em và chú với lại ông bà nghĩ thế nào về anh. Ít nhất phải tôn trọng anh một chút xíu chứ. Đó là thay đổi là anh ơi, bảo chú là chú ơi gọi cho anh Tuyên xem là mình thay đổi cái cắt cái con đường này xem là có hợp lý không. Hỏi anh Tuyên xem là có được không. Thì đặt tôn như thế nào thì anh ấy còn biết đường làm. Tất cả vật liệu này, rồi là mọi thứ ở trong cái nhà này là anh là một tay anh mua rồi là chuẩn bị hết. Gia đình chỉ hỗ trợ thôi. Đến lúc thiết kế nhà hay là thiết kế cái này anh cũng đều hỏi ý kiến gia đình. Cuối cùng là gia đình tự thay đổi ý kiến cái này lại không bảo anh một câu nào. Vấn đề là bây giờ xử lý cái tôn sắt như thế nào để cho nó vừa cái mái của em ấy. Bây giờ anh cắt một nửa rồi, bây giờ bắt buộc là nếu mà như thế chỉ có lập một nửa chỗ này thôi. Anh không làm kiểu khác được cả. Nếu mà lập một nửa đây thì coi như ở ngoài này là không có gì hết. Không có làm được rào sắt. Mình làm không thể làm cho qua chuyện được. Làm nó phải đàng hoàng và làm một lần thôi. Em không thể vẽ ra từng khâu cho anh làm xong là đến lúc anh lại phải nhặt từng tí về để ghép vào thành một cái nhà ở. Anh không làm như thế. Đo từ cái mái thì
Thứ nhất là cái đường đi của em ấy là bị cắt đi, là không lập nữa. Tại vì lập thì mình không có làm cột được, nó không có chắc. Mưa gió rồi là bão về là nó bị hỏng. Đã báo như thế rồi. Thì anh chỉ làm ở trong cái khung là từ cái đoạn này nó sẽ ngắn hơn cái đoạn bên này. Đấy là hai cái đầu này nó khác nhau. Và cái tôn nó cũng sẽ khác nhau. Ở cái vấn đề là bây giờ rất là khó xử cho anh là cái phần đất này bây giờ ấy. Lấp vào rồi và làm rồi. Làm thành hình như thế chắc chắn là bây giờ là mặc định như thế này rồi. Không thể thay đổi khác đi được nữa rồi. Chỉ mua là na. Mùa ta chỉ lấy chỉ mùa lũ giúp bùa tỏ bùa trả hồi ra rồi mà từ từ lấy không mềm từ từ lấy cũng dù lắm. Cá lầu tôi xả nhất đi, vừa vó tôi xả nhất đi. Nhìn đi mà vừa mà cho nên họ trả nên mà này lũ hay là lo. Chỉ hù này, lũ chỉ hù này, hết khó à, cá lầu ua tả cho nên này, chỉ trâu này. Cho vụ hết cho cá lâu mà nó thầu hồi gian là mà cho một ta chứ lâu. Thầu hồi nay là mà nhìn đi hồi một ta nhìn đi chế thầu hồi gian là tức dù là cho một ta lâu. Thế cá lâu chỉ thầu mà cần tụ cho cá dù mà chế chỉ tụ tỏ chỉ thầu này. Ủa ô bây giờ thầu chế mà từ từ thể chế lâu. Xả mà xả ít dầu tụ chế tụ ít dầu xả lâu. Không biết tính sao cho em nữa rồi, bây giờ cái kế hoạch ở trong đầu của anh nó bị vỡ hết rồi. Bị hỏng kế hoạch rồi, bây giờ anh không biết làm thế nào để cho nó phù hợp nữa rồi. Trong cái khả năng của anh, trường hợp nếu như mà anh về anh tính lại. Một là cái tôn sắt của anh mà nó bị hụt, bị thiếu thì chắc chắn là sẽ phải bớt một phần nào đấy đi. Và không làm những cái phần đấy nữa. Bây giờ thì phải nói chuyện với chú. Anh chả phải nói chuyện với ai cả. Đáng lẽ chú phải nói chuyện với anh cái điều đấy. Đừng nói thế, anh không có lý do gì để nói chuyện với chú cả. Anh chả phải đi xin ai để làm cái gì hết. Đây là anh làm cho em. Em phải tự nói chuyện với chú và trước khi bàn bạc đi đến quyết định cuối cùng em phải thống nhất với anh. Không được sai anh đi nói chuyện với bất cứ ai. Bởi vì bản thân anh trách nhiệm nó khác với các em. Em là người trực tiếp được sử dụng và ở. Bản thân em phải tự quyết được. Bây giờ là để anh đi để bàn bạc với chú à? Sao mà có thời gian bàn bạc với nhau suốt được? Cái này đáng lẽ là chú cũng phải tôn trọng anh là quá trình làm thì phải hỏi ý kiến anh là anh bây giờ cái đường này nó không có phù hợp nữa. Hoặc là quá trình thực hiện nó khó quá, em không làm được. Anh lên xem là có xử lý cách nào khác được không, hoặc là em có phương án này là cho đi chung. Thì anh tính hộ em lại cái vật liệu để xem là làm sao để cho nó phù hợp với cái phương án mới. Thì anh mới biết để chuẩn bị. Giờ không ai nói chuyện gì với anh cả, đến đây thì bây giờ lại nhìn thấy một cái cảnh như thế này, anh thực sự anh thấy rất là buồn. Anh không hiểu là bản thân gia đình em, ông bà, rồi là bản thân em nữa, không biết coi anh là cái gì. Anh không đến đây, anh không xin em để giúp em, mà bản thân em khó khăn khổ thì anh mới giúp là giúp em chứ không, anh không giúp ai cả. Đã nghĩ cho em là cái con đường đi chung với nhà chú sau này. Chắc chắn là gia đình chú sẽ sửa sang nhà cửa rồi là sau này còn xây dựng mới nữa. Làm sao mà đi chung với chú suốt đời được.
Mình phải có phương án riêng chứ. Có đường đi riêng thì nó sẽ tốt hơn chứ. Anh đã cố gắng, kể cả cao đến mấy, anh cũng đã cố gắng thiết kế một cái ý tưởng nó táo bạo như thế vậy rồi. Cuối cùng là không thực hiện được. Cái nhà nó là cái kiên cố, nó là cái cố định cho trước mắt và cho cả tương lai. Cho nên là mình không thể nhìn lợi ích trước mắt để mà lấy che đậy cái tương lai của mình được. Nó còn rất là lâu dài. Tiền của các mạnh thường quân thì anh cũng không thể tùy tiện anh sử dụng một cách vô tội vạ được. Anh không thể tùy tiện là trích ra để sử dụng theo ý của gia đình được. Cho nên là bây giờ trước mắt gia đình sẽ phải có cho anh một cái câu trả lời làm như thế nào để phù hợp. Còn anh không thể cứ như thế này anh làm được. Bây giờ gia đình ít nhất em và chú tự nói chuyện với nhau. Sau đó thì bảo chú gọi điện cho anh để xem là tại sao làm mà không bảo cho anh một câu. Rồi là bây giờ xử lý như thế nào và làm ra làm sao. Rất là khó xử cho anh trong cái quá trình thực hiện ở cái phần hiên này này. Khi mà làm như thế này rồi chú phải chắc chắn một điều là có giấy tờ với em là cam kết sẽ là cho em đi chung cái lối đi chung. Ví dụ sau này mà chú làm nhà mà chú muốn làm ra ngoài này mà bịt cái lối đi chung thì em làm thế nào? Em có đi bộ từ dưới này lên đây được không? Không. Anh đã nói với em rồi, cái gì em cũng phải tính cho tương lai. Còn trước mắt thì anh cũng hỗ trợ thì anh hỗ trợ thôi. Làm như thế này thì anh cũng sẽ có thể là xoay chuyển cái vật liệu của em để làm sao cho nó, nói chung là xấu làm xấu, đẹp làm đẹp. Thế thôi. Còn đâu thì thiếu đến đâu gia đình tự bổ sung đến đấy. Bởi vì là những cái này là những cái phát sinh gia đình tự làm thêm. Còn anh chỉ hỗ trợ được như vậy thôi. Và trong cái quá trình làm thì vì bản thân anh đến có lẽ là cũng đồng hành với gia đình lâu nên là không được gia đình tôn trọng nên là anh nghĩ là cũng một phần là như thế. Đáng lẽ là mọi người phải cùng nhau để đi đến một cái quyết định chung thì làm nó sẽ được đẹp hơn và thuận lợi hơn cho cả em với lại cả chú sau này nữa. Đấy, các bác bây giờ xây như thế này rồi. Ở bên kia thì xây lên 3-4 hàng rồi. Rất là cao rồi. Đấy, không biết làm thế nào để cho nó thuận lợi nữa. Trước mắt thì là cứ như thế làm thôi. Đấy, cái hàng thứ tư thì bỏ ra. Chỉ để 3 hàng thôi. Xây 3 hàng thôi. Còn lại là cứ xây như thế này thôi. Còn sau này em sử dụng đi lối đi chung như thế nào, đàm phán với chú ra làm sao thì bản thân em tự làm việc với chú nhá. Đấy, em đã quyết như thế này, làm như thế này rồi thì tự đàm phán với chú. Anh không có ý kiến nữa, anh cũng chả nói nữa. Bây giờ thì hỏi ý kiến các nhà hảo tâm xem là trước cửa hiên này bây giờ làm thế này rồi thì cháu chỉ làm một cái lan can từ kia về đây thành một cái lan can. Sau đó là cái sân này láng sạch sẽ cho gia đình là thôi. Cháu cũng không có bổ sung thêm cái gì nữa. Còn đâu thì khán giả và các bác nào mà góp ý thêm thì muốn gia đình làm thì cháu Tuyên sẽ trực tiếp bàn giao cho ông để ông tự làm. Gia đình đến bây giờ, gia đình có lẽ là xong nhà rồi thì cũng có một phần là không tôn trọng bản thân những người làm chương trình nữa thì mình cũng không có cách nào để mà
mà có những cái quan điểm chung để có tiếng nói chung với nhau. Cho nên cũng chỉ cố gắng làm theo khả năng của mình. Tất nhiên là mình cũng muốn nghĩ cho gia đình, làm theo cái bản vẽ của mình, gọi là tính cho tương lai, cho trước mắt và cho cả tương lai, chứ không phải là cái lợi ích trước mắt để mà làm sao cho nó phù hợp với cuộc sống riêng tư sau này nữa. Anh buồn lắm. Bây giờ em thử nghĩ xem, anh đồng hành với em hơn 2 tháng nay, gấp rút, khó khăn đến mấy cũng đến và hoàn thiện nhà cho em. Thế bây giờ nhà thì xong rồi, đến cái sân làm gia đình không có một chút tôn trọng anh gì cả. Trong khi đó thì anh có phim đàng hoàng chứ đâu phải không đâu. Có phim đàng hoàng ghi hình về cái quá trình mà bàn bạc với nhau để làm cái sân và cái đường đi này. Nhưng đến giờ phút này thì gia đình làm một kiểu khác và thống nhất với nhau một kiểu khác, không có thông qua anh một cái gì cả. Từ lúc làm nhà em đến giờ thì xảy ra rất là nhiều vấn đề, xảy ra rất là nhiều những cái mà thật sự là không muốn nói. Cho nên là anh cũng cố gắng nhịn làm sao để làm sao làm xong cho cái nhà em. Và thậm chí là mời cả thầy Nguyễn Hữu Phúc từ dưới miền Nam lên đây để cúng cho cái ngôi nhà em, làm sao ở để cho em yên lành. Lo cho em từng ly từng tí một đến giờ phút này. Nhà cửa gần xong rồi. Mỗi cái sân thôi là anh tính là lo cho em là cái đường đi, lối lại, cho nó có không gian riêng. Thế cái lúc mà bàn với chú làm cái đường này mà không nghĩ đến anh hả? Có nói gì đến anh không? Không nói. Quyết định làm thì như thế này thì ông bà và chú cũng phải ngồi với nhau, bàn bạc với nhau chứ. Không ngồi hết. Cứ thế làm thôi à? Vâng, chú... Nọ chú ấy, anh đo xong thì... sẽ được hai anh đâu, anh nói là làm cái đường từ kia dốc đi về đây cơ mà. Nhưng mà lúc anh về rồi ấy, chú bảo là thế không làm nữa, làm luôn lên trên, xếp luôn lên trên thôi thì chịu luôn rồi. Thôi được, anh không nói về vấn đề đấy nữa. Cứ tùy gia đình, tự bàn bạc và tự xử lý với nhau, rồi là tự thống nhất với nhau làm thế nào cho nó hợp lý. Còn anh cố gắng đẩy nhanh tốc độ để anh rút thôi, chứ như thế này thì anh nghĩ là cũng không ổn. Về vấn đề nhà cửa mà làm theo ý của mọi người, theo ý của bản thân gia đình thì nó có cái là cũng hợp lý. Thế nhưng mà em phải nghĩ là chú không phải ở với em thì em phải tính làm sao là cái đường đi lối lại của em nó phải có riêng. Sau này ví dụ như con của chú lấy vợ lấy chồng mà sinh sống ở đây rồi có điều kiện mà xây sửa nhà cửa các thứ thì cũng phức tạp, không thể nào mà chung mái được. Đây đi qua trước cửa nhà chú chứ. Sau này em còn lấy vợ nữa chứ, lập gia đình nữa. Anh bức xúc cái là bây giờ cái vật liệu của anh ấy là cái sắt và cái tôn của anh ấy là đo theo cái chiều mà đợt trước tính. Tức nghĩa là cái chiều mà trước mình tính cái đường đi ấy là 1m2, mình trừ đi 1m2. Tổng là 6m8 trừ 1m2 còn 5m4.
5m6. Thì cái 5m6 này là anh chỉ tính là 5m6 thôi. Tôn anh cắt đủ 5m6 cộng thêm 30 phân đua và cộng thêm cái độ dốc là 40 phân. Nó chỉ được như thế thôi, nó không phủ hết được cái đoạn này. Khi anh làm thì chắc chắn là vẫn được thôi, nhưng mà sẽ có rất nhiều người chửi anh là không biết cách làm. Nhưng mà ở đây thì em cũng thấy là gia đình và bản thân em với lại chú ngồi với nhau tự thống nhất với nhau, không có thông qua anh và quyết định là làm được như thế này. Thì bây giờ nó có xấu, có đẹp thì gia đình em và ông bà cũng như là người nhà anh cũng có cái thước phim này ghi lại làm bằng chứng. Không thể nào mà cứ cái gì xấu mà đổ tội cho anh được, bởi vì anh cũng rất là vất vả rồi. Đi gọi ông về đây xem nào. Bây giờ ông bà thì cứ xây theo ý kiến của ông bà, là cứ xây theo cái đường kia các bác này. Có một cái đường từ kia dọc về đây, sau đó là có một đường dọc về đây. Và ở đây đều là tường bao hết nha các bác. Tường bao thành hình chữ U và cái lối ra duy nhất là góc bên kia. Đi cùng với chú đi ra ngoài. Bây giờ thì khó khăn cho giáo Tuyên là cái vấn đề về vật liệu và cái mái ở trên này này. Thì cái mái này á, cháu đã đo là tổng cái chiều ở góc bên này nó ngắn hơn. Cái góc bên này là dài hơn là 6m8. Đầu bên này ngắn hơn thì có 5m2 thôi. Cái tôn cháu đã đo là tôn mỏng và cột rồi là mọi thứ thì nó khác. Nhìn như màu kế múa từ mùa ra. Hả? Như nào? Tính nói ông bảo như nào? Ông bảo là đây. Nói to lên xem nào, anh không nghe được. Ông bảo là đây làm đường đây thì nó con đường ấy nó rộng rồi nó không rộng bao nhiêu mà con đi lại thì chú bảo là đi đường bên này nó tu hay ua thì tì là sáu ni thằng do mùa hay tết tì là sáu ni mà ua sáu ni cho các lò ni mà ít chỉ o u mùn rả mùn mùn sáu ní xì ó rồi mà từ từ tới dính cho nên mà lông hơn nên mà hay tui lù vua ca lau vua vua tu võ nhìn đi vua ta hú rồi mà vua cháu luôn ô thầu hay mà tôi hay ý ối kế nó nên lông này tôi chỉ hay tui lù kìa. Chú đổi đó, không phải ông bà em đổi đâu, chú tự đổi. Chú bảo là không làm đấy. Đổi thì bảo chú là gọi điện cho anh hay như thế nào chứ. Lúc thống nhất với ông nữa và cả chú nữa là kéo cái dây từ dưới kia về nữa. Ủa là hông nhỉ? Ủa là sao nhỉ? Chỉ hông mong chả. Hay, ủa kế bảo hông nhỉ? Sự nên xa lộ bật tỏ nhỉ?
không mà yêu mà yêu tại tôi yêu tại tôi học cái gì rồi nhá mà yêu chơi đã có bao nhiêu mình không có bảo sao ôm mà ôm mà yêu ôm thân xác của hao rồi mù bỏ tổ chỉ ôm thành ôm cái chết rồi nó hả nó tập cái mà như hành như chỉ như thế chỉ như vậy thôi nên mà chỉ như vậy thôi mà cái này thì nó có nên mù có nên mù nên chúng tôi yêu cho vua tôi chỉ chào, bà cháu tôi lấy cha để cho tôi yêu linh đạo sư. Thầy yêu mà ông thích bao mà, tôi chẳng được thầy yêu thì chả tốt là người cứ yêu đi mà. Còn này, này còn này à? Bây giờ thì bảo với ông là cái ngói nó bị hụt, mái tôn nó bị hụt rồi, thì là cứ lập như thế hay là như thế nào? Yeah, để anh còn biết lựa. Chẳng thể cho chó vua cho nên mà lũ là yo chỉ lấy ô lên đó là yo uy chán hả? Vua lũ là chó vua lũ yo lấy chán. Lũ mà lũ chứ tàu, nhưng mà yêu khát sao ra hành ra, lũ chứ chỉ có lũ à mà hành gì chứ, cái là xuyên tới lũ là mà. Lũ là mà chốn nhà ni là mà. Nhà ni mà xuyên lũ tàu. Yo. Thế lũ ra chó đen từ một to, hình như thế. Gó mà nó gó một đẳng như là. Chị ca hả này ạ? Ta hả này, nó cứ thử cứ ra xa chứ. Dù lấu ở đây chứ mà. Bây giờ sử dụng ít kiểu của chúng ta. Xong thì tôi lấu gấu, hả gấu mà đâu rồi. Nông mình để chín nè. Chín. Một chi cỏ chín rồi nè. Một chi cỏ chín. Bây giờ thì không thay đổi được rồi. Bây giờ là cứ làm như thế thôi. Sao làm kiểu khác nữa. Xây lên như thế chẳng mấy chém bây giờ lại phá đi. Phá làm sao được nữa. Không phá được nữa rồi. Chủ yếu là bây giờ cái tấm tôn của anh ấy đặt về là bây giờ nó không lập hết chỗ này. Nó bị hụt ở đây này. Bị hụt từ kia về đây là hụt mất xem nào, 1m2. 1m2 về cái chiều dốc của nó nữa. Nó sẽ hụt vào khoảng 1m mấy ấy, gần 2m đấy. Chỗ vừa mà chỗ này. Cái vấn đề là đến đấy rồi thì cái lan can ở ngoài này bây giờ chỉ có xây lên thôi. Không có cái rào sắt nữa. Nhưng mà vừa lũ mà tó từ mà xả từ lâu. Vừa này này, tốt này. Chỉ như là hải thế mà. Vừa này, vừa tó từ xả từ bản nhưng mà chưa. Tang chỗ chỗ
Ừ. Là như nào? Là nước đi như nào mà không được à? Ờ. Khơi cá đề nó mù to mù là. Bây giờ chỉ có cách đấy thôi. Thứ nhất là cái mái này nó sẽ che cho cái sắt rào này của mình để nó chống rỉ. Bây giờ không có cái mái che thì nhiên nó sẽ rỉ nhanh hơn. Chấp nhận như vậy thôi. Không còn cách nào khác rồi. Nó khó trồng về nè, nó khó trồng về. Khó trồng là nó là một cái tộc. Ừ. Trồng một cái rừng rồi, nó là một cái tộc. Ừ. Vô tiêu vô chó thì mà vô chó thì. Ừ. Đấy, chỗ tố cá thì tố cá cũng như chỗ lỏng đấy. Cái này thì thực ra là cũng khó các bác ạ. Cháu Tuyền thì không biết nói thế nào, bây giờ xây lên như thế rồi thì cứ làm như thế thôi. Bởi vì là hôm nọ tính nhà đo cái chiều kia thì tính trừ cái đường đi mình trừ 1m2 cộng một cái độ dốc nữa các bác. Độ dốc nó rơi vào khoảng độ 30 phân nữa là nó sẽ rơi vào 21. Đấy, thì mình sẽ trừ đi 21 thì bây giờ là cái đường này bây giờ cái tôn nó không lập hết ở cái góc đầu bên này này, chỗ bé tính đang đứng này này. Còn ở đầu bên kia thì vẫn đủ là 5 mét mấy á. Là cháu vẫn tính đủ bao gồm cả rèm tre ở khu vực hai bên. Đấy, còn đâu thì bây giờ là bị thay đổi cái kết cấu của cái phần sân này rồi thì chắc chắn là mình cũng phải thay đổi theo nó thôi. Còn không có cái cách nào để thay đổi được hết cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.